Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu và test chất âm cho các bác tham khảo một combo loa full 30 để cho các bác dựng loa, ráp loa lên thùng, chơi cấu hình full đơn 30, một bát và một chép kèn 450. Đây là một combo loa full 30 chọn lọc, bên cửa hàng nhà em chọn ra phải gọi là cực kỳ hay các bác nhá. Lên thùng thì bát đánh tiếng sáng, trống sâu, karaoke thì tiếng rất tốt. Thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết combo này và báo giá cụ thể cho các bác. Combo này thì bát chép phân tần, toàn bộ là linh kiện hàng mới nguyên hộp và linh kiện sản xuất nhà máy Trung Quốc các bác nhé. Rồi sau đây em sẽ đi vào giới thiệu rõ cho các bác từng phần. Lưu ý các bác nhé, đây là combo full đơn. Đây chơi này, em đặt tên cái combo này là combo loa full 30 JBL màu cam. Bát, tại vì bát của nó, củ bát màu cam này, xương cam này, củ chép, nắp cam. Có mua quá chất luôn, chất lờ như nước cất luôn. Combo này bên cửa hàng nhà em bán rất chạy và được rất nhiều bác khách nghiện về thì đặt hàng. Đó, nhiều bác mua rồi thấy hay lại giới thiệu cho bạn bè. Đây các bác nhá, đây là con loa bát 30 JBL. Nồi đồng cối đá luôn. Con này thì của nó là đường kính là bát 30 này. Gân vải tẩm dầu, hai gân, màng đen và nón đen. Đấy, chất lượng màng này quá xịn sò luôn. Và con này các bác nhìn này, đây là củ bát 30, em phải gọi đánh giá là chất lượng cực hay. Con này bích dày không nhá, nó đẹp nhất là ở khung xương và cái bích thép của nó này. Con này tê của nó tê bích thép màu trắng. Đây, mặt tê nó sẽ như thế này. Với củ bát này cho ra công suất là 500W 8 ohm trên một cái. Ở bên trong có cái lưới chống, lưới sắt chống bụi luôn các bác nhá. Các bác nhìn thấy chưa? Hầm hố. Khung xương của nó là nhôm và được sơn một lớp sơn màu da cam. Các bác nhìn thấy không? Những dòng loa xương nó bóng như thế này là nó phủ lớp tĩnh điện nhá, sơn tĩnh điện. Và con này ở dưới là chi chít, dưới màng chi chít những sợi bông thủy tinh. Con này từ 190 côn 76. Đây. Nhện màu vàng. Từ dày này và kẹp lỗ bích thép màu trắng, nói chung là nó dày cồm cộm như thế này. Riêng dòng bát này lên thùng các bác đánh uy lực luôn, tiếng đi chống sâu. Và ở đây để phối ghép luôn với cả con củ bát thì bên cửa hàng nhà em chọn ra phối với cả củ chép 450. Lắp nhôm màu cam. Đấy. Con chép này rất là đẹp luôn. Thiết kế độc lạ, lắp rất là độc luôn. Con này ren xoáy các bác nhé. Từ 120 côn 44. Và ở đây bên cửa hàng nhà em phối ghép với phân tần bản mạch phíp màu to luôn. Phân tần này thì hai cuộn đồng, ba tụ và ba chở nhôm các bác nhé. Đấy. Phân tần này phân tần full đơn, một bát một chép kèn này. Đấy. Hiện tại thì là em đã đấu dây sẵn và một vế bên tay trái để tí nữa em mở nhạc lại test chất âm cho các bác. Thì combo này em báo giá cho các bác luôn. Báo giá tổng cái combo này các bác nha. Để máy cộng cho dễ này. Combo này thì là em đang bán đôi bát là 2.050.000 một đôi. Đôi chép là 850. Cộng với cả đôi phân tần là 750 nữa này. Là một combo mà mua, các bác mua chọn bộ bát chép phân tần như này là 3.650.000. Các bác có thể bóc lẻ, mua lẻ đôi bát, đôi chép, đôi phân tần em vẫn bán. Các bác nhớ, nhớ giá giúp em. Đó, rồi nhá. Rồi bây giờ quay trở lại, mở lại nhạc cho các bác này. Mở một bài nhạc remix.
chút nó đang vướng quảng cáo các bác nhé. Nét cái quảng cáo đi đã. Ai cũng thích uống rượu, đặc biệt là rượu ngọt, bởi vì các bác thấy không? Hiện tại là em đang test sống ở ngoài nhá. Khi các bác về các bác phải lên thùng, có thùng loa nữa ráp vô, nó cộng hưởng, nó đánh rất là uy lực luôn. Combo này cho các bác chơi mọi dòng nhạc, non stop remix nhạc vàng, hát karaoke tiếng cực hay. Các bạn yêu thích combo này mà quan tâm combo này, hãy nhấc máy điện thẳng về bên cửa hàng nhà em. Chất âm rất rõ nét các bác nhớ. Các bác thấy không? Tiếng sáng. Bát đánh lực. Nó đánh rất khỏe luôn. Khi các bác dùng cái combo này nhá, các bác bác nào mà xài gia đình thì các bác phải dùng cục đẩy 2 kênh 650W một kênh thì các bác chơi được combo này. Rồi em xin dừng nhạc. Các bác thấy không? Bên em ý, thì hàng có như nào bên em giới thiệu như vậy, không tâng bốc sản phẩm và cam kết cho các bác chất lượng luôn. Đấy, hàng giới thiệu như nào các bác nhận hàng ở ngoài nó sẽ như vậy luôn. Bằng sự uy tín các bác nhá, mua hàng alo trực tiếp cho em. Và một điều nữa là em muốn nói với các bác là bác nào mà muốn dựng cái combo loa như thế này mà muốn lên thùng hoàn thiện thì bên em dựng, bên em nhận dựng thùng luôn các bác nhé, nhận giáp luôn cho các bác combo này. Đây, ví dụ đây là một mẫu loa, một mẫu vỏ full 30 này, một bát một chép kèn này. Các bác có thể dựng cái combo này vào cái mẫu thùng này chẳng hạn. Đây, đây mẫu thùng full 30 đây, chôn rèn lục giác đây, ok chưa các bác? Đây, họng vẽ như thế này. Đây là họng thùng màu đen và đây. Thùng bên nhà em làm là thùng mặt ép luôn các bác nhé. Ngoài ra bên em còn có cái mẫu thùng màu nâu nữa. Đây, thùng màu nâu đây. Bác nào thích giáp thùng màu đen màu nâu thì alo cho em. Đấy, ok chưa các bác?
Bác nào mà muốn dựng lên một đôi loa full 30 có cả thùng thì là dựng combo này thì giá sẽ là 5 triệu một đôi nhé, 5 triệu một đôi. Rồi nhá, em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau. Video mà hay, các bác nhớ tặng cho bên cửa hàng nhà em một lượt like, một lượt chia sẻ và ấn đăng ký kênh để theo dõi bên cửa hàng nhà em nhá. Mua hàng nhớ alo cho em theo hai số điện thoại 5815 và 72. Đây là hai số hotline nhà em, có thể điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo, nhắn tin qua Zalo hai số này. Cảm ơn các bác rất nhiều đã theo dõi video này.